Thu Hiền, Dạy Lê chào đón quý vị đến với chương trình Thời sự buổi tối của Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay ngày 29 tháng 10 năm 2017 với những nội dung chính sau đây. Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giám sát tình hình cải cách tư pháp tại quận Tân Bình. Phần Lan kỷ niệm 100 ngày sinh của tiểu thuyết gia họa sĩ Tove Jansson. Khuyến cáo về việc sử dụng điện trong nuôi tôm công nghiệp. Lễ hội văn hóa Tôi yêu Bolivia. Và sau đây là một số nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị, thực hiện nhiệm vụ giám sát về tình hình cải cách tư pháp, kết quả công tác phòng chống tội phạm và công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực tư pháp năm 2011 và 6 tháng đầu năm 2012, Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với các đơn vị công an và tư pháp trên địa bàn tỉnh Tân Bình. Xin mời biên tập viên Thu Hiền tiếp tục với bản tin quốc tế. Cảm ơn biên tập viên Thu Hiền. Thưa quý vị, Phần Lan đang kỷ niệm 100 ngày sinh của tiểu thuyết gia họa sĩ Tove Jansson. Tove Jansson sinh ngày 9 tháng 8 năm 1914 trong một gia đình nghệ thuật. Bà là người đã sáng tạo ra Momin, những nhân vật truyện cổ tích màu trắng nổi tiếng trên thế giới. Cho đến nay, những cuốn truyện và phim hoạt hình Momin vẫn chiếm trọn trái tim của hàng triệu độc giả đủ mọi lứa tuổi và cũng đã được dịch ra hàng chục thứ tiếng, từ Séc đến Trung Quốc, Estonia đến Esperanto. Lợi nhuận từ ngành công nghiệp dựa vào Momin hiện ước tính trị giá 8 triệu euro và khoảng 10,5 triệu đô la Mỹ. Tiếp theo, xin mời biên tập viên Dạ Lê trở lại với một số bản tin trong nước. Kính thưa quý vị, sử dụng hệ thống điện tạm bợ là nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn chết người thương tâm. Đã có 28 người tử vong, 3 ca bỏng nặng trong 31 trường hợp tai nạn do điện những tháng đầu năm tại tỉnh Cà Mau. 12 trong số 31 trường hợp này xuất phát từ tai nạn điện trong nuôi tôm công nghiệp. Tình trạng sử dụng điện không an toàn đang là vấn đề đáng báo động hiện nay. Trở lại với một số thông tin quốc tế, hàng ngàn người dân cộng đồng dân cư Bolivia ở Sao Paulo, Brazil đã tụ họp tại quảng trường tưởng niệm châu Mỹ Latin để hòa mình vào lễ hội văn hóa mang tên Tôi yêu Bolivia. Sự kiện không chỉ kỷ niệm ngày độc lập của Bolivia mà còn giới thiệu và tôn vinh nền văn hóa đặc sắc của quốc gia này. Các đoàn vũ công trong trang phục sặc sỡ cùng khi vũ trên nền nhạc truyền thống Bolivia. Bản tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thời sự tối hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Bao nhiêu ước mơ trong cuộc đời tựa như mây trôi theo cơn gió lãng du về đâu. Từ khi ta hay quên sau những khó khăn trong đời mất hết niềm tin. Và hôm nay ta đã thắp lên những hy vọng. Trong Tiên Sa Media, thăng hoa giá trị thương hiệu của bạn.